em Hằng Nghe chào cả nhà mê hoa lan nhé. Hôm nay em đi lang thang, em phát hiện ra một cái cây hoa lan rất là lạ, rất là đẹp. Cái màu của nó thì cũng rất là khó tả bằng lời luôn á. Màu cà rốt, cam cam, đỏ đỏ. Hình ảnh cực kỳ trung thực. Bây giờ là 16 giờ chiều, chả có tí nắng nào. Cái cây này thì chị chủ vườn bảo là cây báo hỷ, hàng của Thái Lan. Theo Hằng Nghe quan sát thì cái cây này nó nở hoa từng chùm, mà cái kiểu chùm giống như là cây hoàng thảo đuôi công á. Hoa này thì nó không thơm, nó ra hoa ở cái thân già. Như cái thân già này là nó có 3 chùm, 4 chùm, một chùm của nó tới mười mấy bông. Còn thân tơ thì nó chưa ra. Tổng quát là cái thân tơ nó cũng rất là đẩy đè, rất là mập luôn. Thì nó ra hoa ở thân già. Rồi cái thân này như cái củi khô mà nó cũng ra hoa nè. Cái chậu này mười mấy thân luôn. Sao nhìn cái búi này nhìn mê quá luôn nè. Cây này là cây báo hỷ. Báo hỷ của Thái. Chu trai đẹp quá ha. Không thơm ạ, báo hỷ này không thơm. Nhưng mà nhìn cái màu của nó thì mê quá. Màu cà rốt cam cam. Nhìn cái kiểu bông kết gần giống như cây hoàng thảo đôi công hay là hoàng thảo tích tụ á. Hoa này ra hoa ở thân già. Mấy đời già nó vẫn còn mắt, nó vẫn còn ra. Còn thân tơ thì không có. Thân tơ thì chưa ra. Lâu lâu gặp đâu thì quay đấy để khoe, rửa mắt với cả nhà vậy. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc tí nắng này nè. Rất là lạ, rất là đẹp. Rồi, Hằng Nghe xin chào cả nhà yêu hoa lan nhé. Không có để mua để bán luôn ạ.